bạn em thử, chắc hẳn các bạn cảm thấy rất là phiền khi phải tháo thùng máy ra lắp ráp những linh kiện máy tính. Và sau video clip này, Ngọc hy vọng rằng các bạn sẽ cảm thấy việc đó rất là dễ dàng. Hiện tại trên tay Ngọc là một chiếc cạc đồ họa. Và điều đầu tiên các bạn cần lưu ý khi cầm, các bạn cần cầm đúng vị trí, tránh tiếp xúc tay đến vị trí carbon mạch và linh kiện. Việc tiếp theo chúng ta cần quan tâm đó chính là cấp nguồn cho cạc đồ họa. Trên chiếc cạc đồ họa có một bộ nguồn 6 pin và một bộ nguồn 8 pin. Tương ứng với yêu cầu đó, trên bộ nguồn chúng ta có hai chiếc cáp nguồn. Các bạn lưu ý về chi tiết của nhà sản xuất đã ghi rõ đây là chiếc cáp nguồn dành cho cạc đồ họa. Các bạn cần nhìn rõ để tránh nhầm lẫn với cáp nguồn cho những thiết bị khác. Và với thiết kế mới nhất hiện nay, chiếc cáp nguồn các bạn có thể vừa sử dụng cho bộ nguồn 6 pin cũng như bộ nguồn 8 pin. Đây là vị trí tiếp xúc của chiếc cạc đồ họa tương ứng với khe cắm trên bo mạch chủ. Việc còn lại là các bạn chỉ cần cắm chiếc cạc đồ họa vào bo mạch chủ, thế là xong. Và bây giờ các bạn hãy cắm chiếc cạc đồ họa vào bo mạch chủ. Các bạn chú ý lắp ráp đúng vị trí trên khe và sau đó nhấn nhẹ chiếc cạc đồ họa xuống để đảm bảo chiếc lẫy đã giữ cố định cạc đồ họa trên bo mạch chủ. Chúng ta đang tiến đến những bước cuối cùng trong việc kết nối chiếc cạc đồ họa vào bo mạch chủ. Và như Ngọc đã chia sẻ từ đầu, các bạn hãy sử dụng bộ nguồn 8 pin để gắn vào bộ nguồn 8 pin. Các bạn chú ý chiếc gờ phía trước để đảm bảo cáp được gắn vào đúng chiều. Các bạn hãy làm tương tự với bộ nguồn 6 pin. Và đừng quên chú ý vào chiếc gờ phía trước nha. Sau khi hoàn thành những thao tác trên, việc còn lại của các bạn chỉ là cắm cáp tín hiệu từ màn hình máy tính vào cạc đồ họa, bật máy lên, lựa chọn và tận hưởng những trò chơi thật là thú vị và hấp dẫn nha.